Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay thì em Thái Hòa sẽ giới thiệu tới quý anh chị một siêu siêu phẩm vừa mới cập đến bên em. Đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 4WD, sản xuất và đăng ký năm 2012. Xe điều đặc biệt là một chủ từ đầu, chạy zin từ mới đến bây giờ vẫn full lịch sử bảo dưỡng trong hãng của anh chị nhé. 5,9 vạn km, em cam kết là km zin đấy ạ. Tại vì là xe đầy đủ lịch sử bảo dưỡng, bên em đã xem hết rồi nên là mới dám cam kết là km zin với quý anh chị. Và xe thì được độ cực kỳ là nhiều đồ quý anh chị nhá. Thì ngay bây giờ đây, em Thái Hòa sẽ cùng đi tìm hiểu chiếc xe với quý anh chị. Ở cái thời điểm năm 2012 thì có lẽ từ 2010 đến 2012, có lẽ Hyundai Tucson hồi đấy là nó ra cái form này gần như là một cái sự đột phá nhất trong phân khúc crossover 5 chỗ ở thị trường Việt Nam. Đó, nó mềm mại, nó uyển chuyển và trông kiểu dáng cũng rất là thời thượng của anh chị nhá. Gần như là Hyundai đã đi trước thời đại một chút. Đó. Còn thời đấy thì chỉ có CRV, HF4, thật ra là cái dáng nó rất là xấu. Nó không thể mềm mại và có những cái đường cong như là chiếc Hyundai Tucson này được. Đó. Thì vẫn như mọi lần, em Thái Hòa sẽ cùng mời quý anh chị đi một vòng quanh xe để có thể cảm nhận được cái chất xe sau mà hơn 8-9 năm sử dụng thì chất xe còn được bao nhiêu phần trăm quý anh chị nhá. Xe thì được khoác lên mình một cái màu đỏ tươi rất là đẹp luôn quý anh chị nhé. Có thể là do ánh sáng ở bên kia đấy, và góc này thì trông sẽ đẹp hơn rất là nhiều đúng không ạ? Ánh sáng ở ngoài kia vào nó hơi bị ngược sáng một chút nên thành ra là sẽ hơi bị không toát lên được cái vẻ đẹp của em nó. Nhưng mà ở cái góc này thì thực sự cái màu đỏ của chiếc Hyundai Tucson rất rất đẹp luôn quý anh chị nhé. Đó, xe thì vừa mới cập bến bên em thôi, bên em cũng không làm một cái gì cả. Gia chủ thì độ rất là nhiều đồ quý anh chị nhé. Đó, xe dẫn động 4 bánh, đi cực kỳ là khỏe, đầm chắc. Quan trọng là gia chủ đi chỉ mới hơn 5 vạn sau 9 năm sử dụng, thực sự là một chiếc xe cực kỳ hiếm có và khó tìm đấy ạ. Rồi, như nãy giờ em thấy Hoa đi một vòng quanh xe thì quý anh chị có thể thấy gần như là sơn si trên xe, nó không có điểm nào để chê cả. Chỉ có một vài cái vết xước răm thôi, thì cái đó em sẽ cho đi đánh bóng spa sau quý anh chị nhé. Rất đơn giản thôi. Rồi, em sẽ đi vào chi tiết chiếc xe này. Phần đầu tiên là mặt ca lăng thì được của cái dạng một cái thanh ca lăng rất là to. Đó, một cái lưới tản nhiệt mạ chrome rất là to, nhìn trông cũng rất là sang trọng và lịch lãm quý anh chị nhé. Ở đây thì gia chủ đã độ lên camera 360 quý anh chị nhé. Xe tuy đời hơi sâu một chút nhưng mà gia chủ độ rất là nhiều option luôn. Camera 360 luôn quý anh chị nhé. Tiếp đến này, quý anh chị có thể nhìn kỹ từng cái phần chrome ở đèn sương mù của chiếc xe thì vẫn rất là mới luôn quý anh chị nhé. Tiếp đến là khu vực đèn đóm của chiếc xe này, đèn vẫn là đèn zin quý anh chị nhé. Đó, quý anh chị có thể nhìn cái chóa đèn đi, chóa đèn vẫn là đèn zin của xe sau hơn 9 năm sử dụng nhưng không hề bị ngả vàng một chút nào cả. Đó, mà vẫn rất là sáng này, vẫn rất là trong, cho ra ánh sáng cực kỳ là ok luôn quý anh chị nhé. Tiến đến phần thân xe thì quý anh chị có thể thấy là chạy dọc thân xe thì xe sẽ được trang trí bởi những cái nẹp chân kính mạ chrome, tăng phần sang trọng hơn cho chiếc xe rất là nhiều. Đây có thể gọi là cái dáng này ý, là thiết kế điêu khắc dòng chảy, nhưng mà điêu khắc dòng chảy chỉ mới 1.0 thôi, vẫn chưa lên 2.0, nhưng mà mở đầu kỷ nguyên cho cái thiết kế của cái form của Hyundai quý anh chị nhé. Đây, camera 360 này, rất xịn sò này, xi nhan trên gương này. Mâm thì ở thế hệ 2012 thì xe sẽ được trang bị mâm đa chấu quý anh chị nhé. Rất là đẹp. Đó, mâm của xe thì chưa quả nào xước cả, vẫn rất là mới. Lốp xe thì lốp này quý anh chị đi thoải mái 3-4 vạn nữa, không phải nghĩ gì cả. Đó. Cái phần mà em sẽ hay chú ý tới là cái phần mép cản trước. Khi mà xe mình đi, xe chạy rất là nhiều, sơn rất là nhiều, và quẩy các kiểu thì sẽ phải tháo ra tháo lại, sơn rất là nhiều lần. Đó. Thì cái chiếc xe này thì cái mép cản trước vẫn rất là khít luôn quý anh chị ạ. Ngoài ra thì xe thì có thêm bậc lên xuống này, cũng rất là tiện lợi này. Tay nắm cửa mạ chrome này. Đó. Tiến tới khu vực đèn hậu của chiếc xe thì xe cũng được trang bị đèn hậu LED quý anh chị nhé. Rồi là cảm biến xung quanh xe. Nói chung là đủ hết, không thiếu một thứ gì cả. Đó. Xe full lịch sử bảo dưỡng từ đầu đến đuôi ở Hyundai Ngọc An. Chiếc xe này thì biển gốc thành phố quý anh chị nhắc, quý anh chị sang tên Hà Nội sẽ mặc định không mất 20 triệu tiền biển. Đó. Gia chủ thì cũng đã lắp thêm những cái thảm 5D cho nó sạch.
Đây, sơ cua thì có vẻ là hạ rồi, nhưng mà chắc là hạ 1-2 lần thôi, vẫn rất là mới luôn quý anh chị nhé. Và đây, những cái kèm theo của nhà sản xuất thì xe vẫn được giữ nguyên. Đây, em sẽ mở hết cả bốn cánh cửa ra để quý anh chị có thể chiêm ngưỡng cái phần nội thất của chiếc xe này, xem nó đẹp như thế nào quý anh chị nhé. Wow, đây là nội thất của chiếc Hyundai Tucson sản xuất và đăng ký năm 2012 quý anh chị nhé. Không phải nội thất của một chiếc xe sang nào đâu ạ. Đó, ở đây thì gia chủ đã độ lên gần 80 triệu tiền đồ. Đó, nghĩa là ghế da là bọc lại da Singapore hết này. Tất cả đều da xịn quý anh chị nhé. Sờ nó mịn lắm, sướng lắm. Đó, đây, ghế lái thì vẫn được trang bị ghế chỉnh điện tám hướng này, kết hợp bơm lưng này. Và cái da này thì cảm giác sờ nó rất là xịn sò quý anh chị nhé. Rất xịn sò luôn, đúng là da xịn có khác. Da này thì đó, đi vẫn không hề nhăn một chút nào cả. Ngoài ra thì vô lăng ốp gỗ này, rồi bọc luôn vô lăng này. Táp lô cũng được bọc da bò này, hay là trần xe cũng vậy, cũng được bọc da bò. À đó, đây là bản full thì xe sẽ được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh quý anh chị nhé. Ở cái thời điểm đó mà xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh thì đúng là chỉ có xe của Hyundai hoặc Kia thôi. Rất thời thượng đúng không ạ? Đến phần táp ly của chiếc xe này, táp ly cũng bọc ra hoàn toàn. Đó, âm thanh của chiếc xe Hyundai Tucson thì nghe khá là hay quý anh chị nhé. Và tất cả những cái phím này, quý anh chị có thể nhìn thấy thì vẫn rất là rõ nét này. Gương kính thì đều chỉnh điện này. Cùng lên xem một chút. Vô lăng của chiếc xe đẹp vô cùng luôn quý anh chị nhé. Đẹp vô cùng luôn. Đó, đây. Xe thì mới chỉ chạy 5,9 vạn km zin thôi ạ. Màn hình rất to và sáng luôn quý anh chị nhé. Xe thì sẽ được trang hỗ trợ hai camera lùi này. Đó, rồi ạ, camera 360 này, cảm biến xung quanh xe này, kết nối Bluetooth nghe gọi điện thoại các kiểu. Đó, rồi là start stop, điều hòa hai vùng độc lập. Ở thời điểm đó thì như này đã là quá là sành điệu và ok rồi đúng không ạ? Ngoài ra là còn thêm cảm biến áp suất lốp này. Cần số của chiếc xe thì vẫn rất là mới luôn quý anh chị nhé. Cần số vẫn rất là mới. Ngoài ra thì xe còn có màn hình táp lô siêu sáng này, rồi là chế độ khóa vi sai cầu sau. Ôi, hàng ghế sau của chiếc xe thì vô cùng là rộng rãi quý anh chị nhé. Và cũng rất là mới luôn. Đó, nội thất rất rất đẹp. Xe còn được trang bị cả bệ tỳ tay trung tâm nữa. Đó, nói chung trong cái khoảng giá chưa tới 500 triệu quý anh chị đã có thể sở hữu chiếc Hyundai Tucson chạy siêu ít này rồi thì nó không còn gì để bàn nữa đúng không ạ? Ở cái xe này, những cái xe đời cũ ấy, thì chỉ bàn về chất thôi. Còn giá thì sẽ rất là vô cùng. Nội thất rất đẹp luôn quý anh chị nhé. Tìm đâu ra được một cái xe chạy gần chục năm mà vẫn được đẹp như thế này. Tất cả những xe mà bên em bán ra thì sẽ đều cam kết bằng văn bản cho quý anh chị là cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội quý anh chị nhé. Đây, em sẽ mở nắp khoang máy lên để cho quý anh chị cùng chiêm ngưỡng. Ở đây có mình em thì sẽ hơi vất vả hơn một chút. Đây, vẫn là việc đầu tiên quý anh chị có thể nhìn. Đó, cái ốc capo này thì nó chỉ có vết siết vào thôi quý anh chị nhá, chứ còn vẫn chưa hề có vết vặn ra để sơn hay là gò nắn gì cả. Đó, tất cả đều nguyên zin quý anh chị nhá. Keo chỉ của xe này, đó, keo chỉ của xe này đều tăm tắp luôn quý anh chị ạ. Không đứt hay là không bị xấu một đoạn nào cả. Đó, về bên em thì kiểm tra rất là kỹ rồi. Máy móc bên em cũng chưa hề dọn lại quý anh chị nhé, để cho quý anh chị có thể đánh giá được tình trạng thực tế chiếc xe. Sau hơn 9 năm sử dụng thì xe nó có bị chảy dầu không này, rồi là xem đó những cái bộ phận, những bộ phận nào bây giờ bọn em mà spa hết thì quý anh chị lại không thể nhìn thấy được. Đó, tất cả ốc ác thì vẫn đều còn zin của nhà sản xuất quý anh chị nhé. Đó, ốc chân máy này, tất cả đều mới tinh này, ốc mặt máy này, nắp giàn cò này. Đó,
cái lớp keo này, lớp keo zin nhà sản xuất này, sassi của xe này. Bên em bán chiếc xe này tuy đời sâu nhưng bên em vẫn cam kết bảo hành động cơ trong vòng 6 tháng cho quý anh chị, quý anh chị nhé. Đó là ốc dàn đầu xe vẫn chưa hề có vết tháo ra, quý anh chị nhé. Khu vực két nước đó, rồi. Nãy giờ là em Thái Hòa có giới thiệu tới quý anh chị chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 hai cầu, sản xuất và đăng ký năm 2012, một chủ từ đầu, tên tư nhân, biển số gốc thành phố quý anh chị nhé, chạy zin 5,9 vạn km, đang được Auto 88 chào bán với giá là 495 triệu đồng, và giá trên thì bên em vẫn có thể thương lượng được cho những quý anh chị nhiệt tình, quý anh chị nhé. Quý anh chị mua xe thì có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Đó, rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui.